Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi một cái tựa game có tên là Thief. Thì đây là một cái game mình đã đề cập ở cái tựa game Thief Simulator trước. Đây là một cái game trộm thời cổ và ok. Như cái tiếng game hơi lớn rồi, để mình chỉnh lại. Cốt truyện đầu tiên mình cũng chắc cũng chả biết đâu. Mình thì mình cũng không có dịch nhanh, mình không có dịch giỏi tới cái mức. Đợi đây là đầu tiên rồi nè. Wow, đồ họa thật sự là khá là đẹp luôn á các bạn. Game này lâu rồi, game này hình như khoảng 2015, 2014, 2015 gì tới bây giờ á, ra hồi năm đó đó. Để mình chỉnh lại một xíu về cái phần âm thanh cái. Rồi, và đây là một cái dạng game ăn trộm mà có theo cốt truyện luôn nha các bạn. Nó có theo... Ủa thằng này còn sống hả? Nó phát nó mới gãy đít kìa. Tắt đèn cày. Xịn, quá là sáng. Đấy. Cái này là làm một cái tiếng động hả hay là sao? Game này nó không có cái... Ê. Cái đồ vàng đó. Ui, cái này nó tính theo tiền vàng các bạn. 6G là gold đó. Ê, ngồi xuống đó có hai cái tay luôn các bạn thấy không? Cũng là dạng trộm luôn nha, bức tranh tranh khỏa thân, tranh này không lụm được. Game này cũng khá là di chuyển. Ui, cái này cái gì đây? Dao, con dao thời cổ. Thằng này nó xỉn nó ngủ rồi. Ê, nếu mà các bạn muốn một cái tựa game mà vừa ăn trộm vừa hành động thì mình thấy có nhiều bạn hỏi trên kênh mình là hình như dạo này thấy ít anh ít làm cái những cái tựa game hành động quá. Ok, game này nó vừa ăn trộm vừa pha hành động luôn nha các bạn. Nó theo như mình xem cái gameplay của nó thì nó khá là giống với cái na ná với tựa game Assassin's Creed á, và nó có cả thêm phần Hitman nữa. Nó vừa lén lút mà nó vừa sát thủ mà nó vừa trộm đồ. Tôi cái game này nó không có đèn pin. Các bạn cúi xuống rồi, tắt đèn cày đi. Đúng khỏe đó rồi, tay đúng ghê luôn, chớp rồi tắt được đèn cày luôn. Còn gì nữa không? Còn món gì trong phòng này mình lượm được nó không? Cột thằng này lại không? Cột này trói tay trói chân nó lại, tra tấn nó, hỏi mày giấu tiền ở đâu. À, chúng ta có đồ này đấy, một số đồ nó sẽ nổi trội hơn. Cái này sướng lắm các bạn, mở ngon lành luôn. Cái này nó giết người được luôn. Mình xin nhấn mạnh là nó giết người được luôn nha bạn, có bảo vệ luôn, có giết người được luôn. Bây giờ bấm số 7 để leo ra. Đó, một cái thế giới cổ thời xưa luôn. Đây, thực sự là những game mới lúc nào mình cũng phấn khích hết trơn á. Bây giờ mình mở cửa. Một số cái đồ họa nó không được đẹp, một số cái đồ họa nó đẹp tuyệt vời. E để nâng nó lên. Bấm mỗi tay chết bà luôn. Rồi, ok. Được, bấm E các bạn, phải bấm E liên tục mới mở cửa sổ lên. Nó trộm thời xưa thì nó không, cái cửa nó không có khóa nhiều. Wow, từ đây là có cái cửa sổ, không, cửa sổ này không đi được, đi đường quẹo này thôi. Nó vẫn chưa có cái tâm cho mình nữa các bạn, mình được. Quay đồ cổ nè, mấy cái đồ này xịn lắm nè, đồ này thời xưa giá trị gì lắm chứ bộ. Ui, hết hồn. Game thực sự sống động á các bạn. Mình đừng có cái lòng thôi mà nó lúc lắc cái lòng nó rung rung. Thực sự là game này từ 2014, 2015 mà. Đây là một, đây là ai đó, một cái người nào đó lớp yêu chim. Rất là yêu chim luôn. Ui. Ô. Có một cái công tắc nữa các bạn, có một cái công tắc ẩn nữa các bạn, tìm cái công tắc ẩn đó, xong bấm chữ E. À đây 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 đây. Ồ, cái nút ẩn. Wow, game hay vậy. Trò này giờ chơi làm sao? Bây giờ di chuyển con chuột gần tới, xong bấm chữ E. Đúng trộm này, này mới đúng trộm nè. Đó, nó không có như game kia, nó không có đơn giản vậy đâu. Rồi mở ra. Ta-da. Chúng ta có một cái sợi dây chuyền bằng vàng. Wow, đã vậy. Ôi, quý một sợi dây chuyền bằng vàng. Cái gì chứ hỏi vàng. Ok. Well, they do call the rooftops. Mình cần giọt đi, mình nói mình cần giọt đi là vừa đó. Chim này nó hú quá. Ai một cái thành phố các bạn thấy không? Nó cổ kinh khủng. Ê, đứng đây lọt không? Không. Cái này nó dạng như một cái đập hay là cái gì á. Ai có đường đi luôn nữa. Đường giúp cho trộm luôn. Hợp gì đây? Rub a row. Cái tên mà bắn ra dây á, giữ để chọi. Ồ, cung tên mà bắn ra dây nè các bạn. Bởi vì nó kêu bắn ở trên đầu mình là cái ăn cho nè, cái nail này để bắn vô nè. Buông ra để bắn. Rồi. Xong rồi. Bây giờ W để nhảy. Ê. Nhảy. Ồ, hay ha. Thôi nhảy đi. Đấy, giờ W leo lên. Wow. Cái bầu trời này nó hơi ảo một xíu nè các bạn. Bầu trời thời xưa làm gì cái vụ mà nó sao gì mà trên trời nó nhiều vậy đẹp vậy.
bật bay để nhảy ra. À, Erin. Ai đây? Hello cưng. Cưng là nữ đúng không? Được, trậu là phải có bồ. À, trậu là phải có bạn có bồ. Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? Cái giọng nó lớn quá. Cái giọng nhỏ kia nó nhỏ xíu. Cũng thật lắm chứ, tại vì nhỏ kia nó xa mình á. Không, mình thấy game này thú vị á. Không biết các bạn thấy sao, mình thấy game này nó khá là thú vị luôn. Bây giờ theo dõi, đi theo con Erin này. Có bắt cua nữa nè các bạn. À, con cá không có con nhìn thứ ba như Assassin's Creed thì nó là con nhìn thứ nhất. Tại vì những cái game trộm này thì nó con nhìn thứ nhất nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó, bắt cua các kiểu đó, trời, bắt cua bắt ốc đồ. Đó, các bạn thấy con nhỏ bắt cua ghê không? Mình qua đâu kém. Nhảy qua ba. Nhảy qua. Đấy. Ôi, trừng đường đồ. Ôi. Không, mình thích cái game này rồi đó. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Chị về chị tẩy trang bớt chứ em thấy chị hơi đậm á. Come on, let's get Basso his commission. Yeah, đi nè, có nhiệm vụ nè. Live game, the live games display in the lower left corner of the screen indicates wherever or not you are hiding inside. Có nghĩa là cái live game này là nó sẽ là cái đồ để khi mà các bạn ở trong tối á, các bạn đang là gì trong tối nó sẽ hiển thị là màu đen này, là có nghĩa là nó không thấy các bạn. Còn ngoài sáng là nó sẽ thấy các bạn đó. Cái cục đó nó chỉ như vậy thôi. Dài chi đơn giản thôi. Vô tối thì nó đen, vô sáng thì nó trắng. À. Nó núp vô tường nè, mình nhìn đó nè, à, nhìn vô nhìn ra nè, đó. Đi ra coi. Có mấy thằng tuần nữa các bạn. You should get yourself one of these. See you on the other side. Ui, nó có đồ nữa các bạn. Looks like I won't be going that way. Uầy, đồ xịn như chị. Let's finish unloading before summer's day is over. Why not drink to a job well done first? Cái này là nó các bạn phải núp ở góc tường, các bạn nhìn ra chứ các bạn không có được Your average thief will be under a table in an alehouse. Các bạn không có được như game trộm là các bạn đứng yên các bạn ngó lại không có được. Nhớ kia có đồ xịn nó đi trước mình rồi, bây giờ mình cần đi leo lên trên này. Yeah. Lụm được nào lụm. Cái này á hình như nó cũng lụm dạng vô cực á các bạn. Dạng giống như là lụm không bị đầy túi đồ. Nó là ná với cái từ game Sneak Thief. Garrett, come on. Yeah. Đây mình tên là Garrett, còn nhỏ này là Erin. Jealous of the claw? I made it myself. I'm sure the watch will be very impressed. Cái đồ nó như nó tự làm á. Cái đồ leo tường. Just be aware of your surroundings. It's not about taking in the sights, Garrett. Ok, bấm xe để ngồi xuống, biết rồi, tôi biết từ đầu rồi. You do still steal, này, hả? Right. À, rồi, rờ. Quay. Hay vậy. Quay. Quýnh được nè các bạn. Đứng gần thằng nào gõ đầu nó cắt cắt, chết luôn á. Nó bất tỉnh luôn á. Thế giờ thấy nó từ xưa, thằng cổ cổ rồi. Look what I found. Y là cái gì? À, y là phóng to. You and me out on the town? It pays to keep a low profile in places where I'm not welcome. Bạn di chuyển con chuột. Đó, khi mà nó tới cái đó. Hay không? Hay không? Ê, nhìn xuyên qua chứ không phải là hả? Kinh dị vậy? Nhìn xuyên qua các bạn chứ không phải là mình mở cửa vô. Mình nhìn tới đây hết rồi. Bây giờ nó kêu mình nhìn vô, mình nhìn qua bên kia. À, chơi gì trò gì kỳ quá à, thiệt tình luôn ấy, đồ quá trời lụm. Hard to keep a secret in this neighborhood. Trời, có đồ là phải lụm chứ đúng không? Ai mà lại bỏ lỡ cơ hội như thế này. À, mở ra nó tự có đồ nó sẽ tự bóc vô túi luôn. Rất là hay. Hay vẫn là trộm, nó vẫn là trộm nhưng mà vẫn là giữ một cái nét trộm. Nhưng mà trộm kiểu này là đi theo cốt truyện luôn. Rất mình cũng khoái cái kiểu trộm này hơn là cái kiểu trộm kia. Vì nó có cốt truyện nó sẽ dẫn dắt mình đi, nó sẽ hay hơn. Có cái thì tiếng Anh mình không có được giỏi lắm thì mình không có, nhiều lúc mình không thể phiên dịch cho các bạn được hết nha. Bây game này cũng không có Việt hóa. Cái này nếu mà bạn nào mà giỏi tiếng Anh á, nhưng mà chắc nó cũng khó tại vì cái này nó làm rất là tốn thời gian. Các bạn add cái subtitle vô cái video á. Mình tiếng Anh mình không có giỏi. À, chúng ta lại cái này nữa. Quay các bạn, cái cung nó xếp vô xếp ra được nói. Bây giờ mình nâng cái cửa này lên. Mỗi tay chết bà luôn.
Trời, nhiệm vụ đang kêu, nó đang đi theo những cái nhiệm vụ thôi chứ không có. Mình đang đi theo nhiệm vụ thôi. Ở này con nhỏ kia nó chắc nó vét hết trơn rồi quá. Dễ quá. How much did you steal? How much did you steal? Hình như nó hỏi mình là sao mặt mình xấu vậy? Hình như là này cái giá trị mình đã trộm được là bao nhiêu rồi? Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the Baron's mansion. Sao nhìn mặt mấy thằng sợ xưa nó xấu dữ nhân vật xấu tệ hại luôn các bạn. Won't be easy. Xấu mặt con nữ xấu mà thằng này cũng xấu. Yes, and so should you. It'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. Kiểu như là một cái thị trấn, gọi là thị trấn thời xưa vậy đi. Thì sẽ có một hai tên trộm và nó biết với nhau, nó kết bạn với nhau, cái kiểu vậy. Rồi, chúng ta xong cái phần giới thiệu đầu tiên rồi thì phải. That's a lot of guards. Có rất là nhiều lính gác. You're definitely not here for the summer festival dance. Hình như cái lot of guards means a lot of steel. Mùa hè đâu. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. Trộm và cướp hình như là không có trùng cùng một hướng hay sao á. Nó là không có hợp nhau gì, mình không có hiểu. Kệ đi, mấy cái đoạn tiếng Anh đó mình sẽ bỏ, nào hiểu mình dịch. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuyên qua cái vườn này. Yeah. We can't let the Baron's guests see this thing giving out. And yeah. We can't frigging see without it. Off and on all the time. So you can't fix it? Do I look like an engineer? Ê, mình bị phát hiện rồi. Wow. Nó từng chapter luôn các bạn. Nó từng chapter như dạng Assassin's Creed vậy. Thật sự luôn giống luôn. Hình như cái kiểu này thế giới mở và nó có dân hàng trong thành phố luôn á. Sao kia nó đi lẹ quá ta. Mày bị thằng kia nó phát hiện nè. Thằng kia đứng kia nó phát hiện. And we can't frigging see without it. Okay, được rồi, được. Khó cái này mình vẫn chưa quen. Bấm space nó sẽ đứng lên, nó chạy nhanh hơn. Nó không hướng dẫn cái leo lên, mình đứng đó mình tự bấm leo lên thôi. Sao đây? Giết này hả? Ê, trộm đồ các bạn. Ê, thỏ túi. Ai? Hay vãi. Ok, thằng bộ nó kêu đi. Có nghĩa là nó thó tay, nó lấy đồ mà nó không biết. Đúng là trộm xịn chứ. He's been trying to light a fire basket for 10 minutes. What am I, his father? Go on before he sets fire to himself. Ủa? Is there someone moving about? Hình như con nhỏ nó leo được, mình không có leo được. Con nhỏ quỷ này. Tình hình là mình chuẩn bị ăn hành với cái tờ game này. Mình nãy giờ mình thấy ăn hành khá nhiều á nha. Con thằng lính gác ở đây nè. Nó cho leo đi không? Không cho leo đâu, nhưng nó leo được. Mình đâu leo được đâu, mình chỉ núp được thôi. Đi qua đây mình phải nhẹ nhàng đó. Ồ, kỳ dở. Sao ta? Nó leo được, mình không leo được thì làm sao mình đi chung được? Bây giờ chỉ còn cách này thôi, đi từ từ thôi. Nó có con mắt nữa các bạn. Khi mà nó nghe tiếng động nó sẽ có con mắt. Nếu mà nó con mắt nó đầy là nó sẽ quay qua nó nhìn. Con nhỏ kia nó leo được trên tường, nó đi xuống cái một mình ở đây, mình đi sắp mặt luôn với nó, thiệt cái chứ. Rồi bây giờ mình phải đi làm sao để. Kinh gì vậy, game này mới vô mà mình đang dậy rồi, mốt mình chơi thì bị sắp mặt luôn á, thiệt á, thiệt sự luôn. Cái gì vậy? Thằng nó đứng ngay đó mà kêu đi ra đây là sao? Excuse me. Giỡn mặt hả mày? Chơi gì vậy, giỡn mặt hả? Không hiểu. Hình như nó kêu mình là lấy cái cung tên, mình bắn vô cái cây đuốc nha các bạn. Đây là nó có đây một cái gọi là water arrow. Loại dịch ý nó như vậy, như là cái tên băng vậy đó các bạn. Đây này, đó bây giờ mình bắn vô cái đuốc này. Đâu vậy, đây hay đây? Sao nó chỉ đây? Đang nghe đúng không? Bắn để tắt cái đuốc này nha các bạn, dập tắt cái đuốc này. Ê, đang nhắm mà. Đang nhắm mà các bạn, thì không giữ lâu được. Rồi, ok. Nó bị lỗi sao các bạn, mình qua được đây rồi mà nó vẫn bị này. Để các bạn qua hồi nước nó bấm control đi chậm nha. Mình mới mò thêm một số phím tắt, tại vì mình cũng chưa biết được phím tắt nó như thế nào nữa.
lỗi ta, game này lỗi ta, lâu lâu game nó lỗi là chuyện bình thường thôi. Thì đúng ra là mình bắt tắn cái đuốc, bắn cái đuốc đó để tắt để mình qua đây được, nhưng mà yeah, mình đang ở bên này rồi mà nó vẫn cái giấm nó vẫn bên kia. Hay không hiểu được luôn, các bạn thấy nó bị lỗi không? Bó tay. Ok, kệ đi, mình đi lên cầu thang thì nó qua cái cảnh mới rồi. Tại vì game nó theo dạng cốt truyện cho nên là cũng không sợ lắm. Hello cưng. Hello. I should know better. My family used to be charcoal burners. Có chừng, có chừng, có chừng. Ui ui. Ui. You don't see much since the factories came. Ui. Ngu vậy mày. Bảo vệ gì mà ngu vậy? Rồi xong, thấy chỗ nó thấy. Oh, come on. What? I need to take him down quickly, quietly and alive. Ok. Khi mấy bạn bắn nó quy rồi thì các bạn lôi cái xác nó vô đây nè, lôi cái xác nó vô đây. Ôi tính ra thằng này nó ngu á, nó thấy cái xác cái chân bồ nó để dưới này mà nó vẫn còn đứng ở đó được. What the hell just happened? Why'd you kill this guard? Tại sao cô lại giết mấy người bảo vệ này? You're the guard, Garrett. Wrong place, wrong time. Mấy người này nó già, nó lớn tuổi hơn cô. Nhưng mà mấy người này người ta cũng lớn tuổi rồi, bảo vệ là sao giết? Nhưng mà nó là bảo vệ. I don't kill without thought or good reason and I don't get paid for it. Ok, có nghĩa là thằng này nó sẽ không có giết người nếu đó không phải là một cái do lý do chính đáng, một cái lý do tốt, và nó cũng không nhận được tiền từ đó, cho nên nó sẽ không kiểu nhà không thích giết người á. When any guards wake up, I'm usually long gone. Kiểu lần sau mình giống như là dạng đánh bất tỉnh thôi, khi mà nó dậy thì mình đã đi xa rồi, chứ không có kiểu mà giết cái kiểu này như là giết luôn rồi hay sao á. Lục đồ nữa các bạn. Ê ủa có xác hả, dục với bà. Tưởng đâu rồi. Cái gì vậy? Dùng xác đi. Tưởng đâu là mình mình tưởng đâu là nó đổi đồ là nó lút đồ. Ơi ơi bậy rồi, bậy rồi. Không, game này chơi mình thấy cũng hấp dẫn, cũng thú vị á. Ờ, bấm giữ E là các bạn sẽ nhìn xuyên qua cái cửa, hoặc là các bạn bấm E thì nó sẽ mở cửa. Đó, rồi hiểu rồi. Thì mình mới chơi mình cũng chưa có. Quỷ này nó biết mở khóa hay sao á. Meet me in, on the roof. Bấm E. Lấy cái gì? E. Lấy mấy cái chai này. Rồi. À rồi, cái mình ném càng xa càng tốt để cho bọn kia nó mất chú ý. Nó có tò mò, sự chú ý. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hình như nó kêu đi lên trên mái, nhưng mà đường này đâu đi được đâu. Cho nên mình cần phải đi qua bên góc này. Chuẩn rồi. Chuẩn rồi, các bạn phải đánh lạc hướng của nó, các bạn đi lên bằng đường kia. Mình này không đi được. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái số 0 này, mình sẽ chọi dưới này. Cho nó đi xuống dưới đó. Rồi. Okay, đây có cái đồng vàng nè. Đây có cái chai nữa nè. Ui. Who's there? Anyone? Không, không có ai hết trơn anh ơi. Bây giờ các bạn lên đây. Lên lên. Lên lên. Đúng rồi. Cái gì vậy? Game này hồi hộp á. Fail là các bạn phải làm lại nhiệm vụ, nó không như bên Thief mà. Cũng là dạng trộm với nhau mà. Khá là thú vị. Con quỷ nó lẹ hơn mình, nó toàn là leo trèo nóc nhà không à. Mình dưới này mệt chết luôn. Ủa là sao đi xuống ta? Hình như là... À ok, spy. Nó lại giết người nữa nè. You worried I might beat you to this thing? I'd share, probably. I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, I can... You can kill faster and make mistakes faster, I get it. Nó đi nhanh hơn, nó leo trèo nhanh hơn và... Cô giết người nhanh hơn, cũng như là dạng như là sẽ làm nhiều cái lỗi nhanh hơn. Có nhiều lỗi nhanh hơn. Cái người ngoài thứ gì đâu á. Bây giờ mình trộm cái đồ của con Erin hả? Trộm cái đồ này nữa. Cái đồ móc khóa mà nó cầm nó đi quýnh người á. Wow. Trộm với nhau mà nó còn nó không có cùng đẳng cấp với mình rồi. Tại vì khi mà các bạn đã làm trộm rồi mà các bạn bị trộm là không cùng đẳng cấp. Cái này na ná bên. Trộm cái gì đây? Oh, nó trộm cái này nè. I'm guessing that's what we're after. The primal stone. Cái một cái viên đá gì đó.
Rome's are always a bad sign. Hình như nó đang bẫy hay sao các bạn ơi. Aldous, present the keys. Present the keys. That's Baron Northcrest. Baron Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Hình như đây là một cái công cụ, cái thiết bị gì đó có thể hủy diệt cả cái chỗ thành phố này, đó mấy gì mấy người này, mấy người thầy tu hay là mấy người gì đó các bạn, rồi là dạng các phép thuật luôn á. No, we're done here. Job's over. Nhiệm vụ xong. What? Are you joking? Something's not right. Xấu thiệt chứ. It's too dangerous. Không có ưa nổi. You're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Không phải là con nít nữa. Tôi có thể làm được việc đó. Not without this, you know. Lấy cái đó rồi. Ê. Ê, trúng mặt rồi. Đó các bạn, nãy giờ như mấy cái thằng thầy tu, thầy đền gì á. Rồi chết bà rồi, bên kia nó mang quả dễ nó thấy. Ê. Don't move. Đừng có di chuyển. Xong rồi. Rồi xong, thoát xuống được luôn. Garrett, I'm slipping. Garrett, give me the claw. Đưa nó cái claw nó dạng như cái gì mình quên cái tên rồi. Gọi là cái gì? Rồi xong luôn. Lọt xuống dưới này rồi. Hình như. Wow. Ok, chúng ta qua màn rồi đó, xong rồi đó. Giống như mấy người kia là mấy người gọi là sao ta, có phép thuật à? Tu sĩ, thầy tu, nói chung là cái gì đó, rồi nó định tạo ra một cái giống như hố đen đó, cái gì á, rung chuyển cả mặt đất luôn, nhưng mà vô tình cho nó lọt xuống ngay cuốn sách đó rồi nó không có năng lượng hay sao đó, nó nát vậy. Mình cũng bị lọt xuống và hiện tại giờ mình đang ở trong một cái xe đẩy. Hey. Looks like he's waking up. Okay. Hai người này hình như có hai người cứu mình rồi các bạn. Nó là như có vẻ người này đã dậy rồi và chúng ta. We just need to get him to the clock tower safe and sound and then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's in Stonemarket. Ủa, cái thằng này ác dữ vậy. Hey! Mình trốn nó, bỏ mình trốn chỗ này thì kiểu là mình đẩy nó qua cái thành thôi, đi ra cái thành thôi, vô cái thành đó các bạn. Fucking beggars. Makes you miss the old watch. Thằng kia nó hỏi với thằng đầu trọc bên này, mà thằng bên này nó, thằng bên phải nó nói xong nó bị quýnh luôn. Ôi dễ đúng mát. Hôm nay xác chết kìa. Ê, trong xe, nó nghi, nó nghi. Stop the nightmare. Này mấy người bị tâm thần rồi các bạn, bị có vấn đề rồi. Gloom's getting worse. Everywhere except Oldale. Someone should do something. Nobody gives a shit about us, boy. You'll learn that soon enough. Những cái lời với lại cái subtitle nó không có giống nhau. Nó bị sai sao các bạn ơi? Everywhere. You're the boss. That's enough. Rồi, ok. Làm có đồ của cái của cái cung của mình mà. Cái là cái cung của mình mà. À rồi thôi, ok, vậy thôi mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Tại vì đây là một cái video game nó na ná về game trộm và nó là dạng thời xưa và nó theo cốt truyện đó, thì mình không biết các bạn có thích hay không, cho nên là tập đầu tiên mình làm thử tới đây thôi.
Và nếu các bạn thích nữa thì mình sẽ làm tiếp. Và sau này những cái đoạn cốt truyện mình nghĩ sẽ skip đi, tại vì cái game Thief đó, cái game Thief Simulator mình đã từng chơi thì nó không có cốt truyện, mà mình thấy cũng nhiều bạn không thích cái bộ cốt truyện lắm. Nhiều lúc nó nói dài, nó dai, nó nói hoài luôn. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua những cái đoạn đó nha. Và nếu mà các bạn thích cái tựa game này thì hãy bình luận phía dưới thật là nhiều, cũng như like thật là nhiều, để mình có thể lực mình làm tiếp những cái video cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.